tôi tên là Aaron, hay là nhiều người còn gọi là Thành ha. Em 41 tuổi, em là người Mỹ, em cũng nói tiếng Việt được. Em ở Việt Nam 14 năm rồi, ở Sài Gòn. Công việc em là? Dạ, em cũng làm phim, phim. Sân khấu. Mà em? Dạ, em tên là Nhã Uyên, em năm nay 28 tuổi. Em bây giờ cũng là làm phim. Tụi em mới mở công ty chung với nhau. Hai bạn gặp nhau ở đâu và tình yêu của hai bạn bắt đầu như thế nào? Anh muốn kể em kể? Em cứ kể chứ đi. Thật ra là em với Aaron á, là lần đầu tiên gặp nhau là ở nhà bạn trai cũ của em, là ông đó cũng người Mỹ luôn. Anh đó là với Aaron là ở chung nhà với nhau ở đây. Dạ, đúng rồi, ở Việt Nam. Ở đây luôn. Đây là bạn gái cũ của bạn cùng nhà cũ của mình. Nhưng mà cái chuyện tình của các bạn bắt đầu là như thế nào? Thì lúc đó là em đang yêu anh đó mà. Thì anh đó mời qua nhà, hai đứa đang ngồi phòng khách chơi với nhau rất là vui vậy nè. Thì bình thường thôi, tự nhiên ông này ổng đi ra khỏi phòng mỏng, mà ổng mặc mọi đu lót thôi à. Em là để tóc dài. Mà có khi là dài tới đây luôn á. Nó xù ra, nó xù ra. Mà ổng đi khền khàng nhưng khùng vậy đó. Mình ra mình thấy ổng mình sợ quá, tại ổng bự con, mà ổng mặc đồ lót thôi ổng đi ra. Cái mình nói dạ em chào anh. Cái ổng bị run á, ổng bị khớp, ổng sợ quá, chạy cái vé vô trong phòng lại. Tại quê đó, là bị quê đó. Tại vì á là em chia tay cái anh kia chắc cũng khoảng gần một năm rưỡi sao. Thì lúc đó là, tại vì lúc đó tụi em đã vô đạo rồi, em với ảnh là cùng một đạo với nhau. Thì anh này ảnh làm một vở kịch, mà em lúc đó là dancer, là em là vũ công á. Thì ảnh mới mời em để làm biên đạo múa cho cái vở kịch của ảnh. Em mới về nhà em suy nghĩ, lúc mà em làm biên đạo cái vở đó em mới suy nghĩ, ông này ổng hiền, dễ thương, đẹp trai mà độc thân, sao mình không cua ông ta? Đó là em nghĩ là em muốn cua ảnh. Thì em mới lò dò hỏi ảnh là anh ơi, anh có bạn gái chưa, tình cảm anh sao? Thì ổng cũng thật thà lắm, ổng tâm sự với em, nói là anh mới thất tình. Mà cái cô này cũng là làm trong nghề luôn, cô diễn viên mà rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào thế này thế kia. Bánh bèo. Thì lúc đó em mới nghĩ là thôi chắc không cua mình nên thôi dẹp, không cua ổng nữa. Còn bạn thì lần đầu tiên bạn ấn tượng về cô gái này thì đó là điều gì? Thì cái ấn tượng, thật sự cái ấn tượng đầu tiên là lúc mà nhờ Uyên làm biên đạo của vở kịch của mình. Thì thấy vừa không những là nhảy đẹp, cũng có một cái thẩm mỹ nghệ thuật bất ngờ. Lần đầu tiên trong đời mà mình khùng mà có người khùng chung với mình. Bình thường em ngồi rảnh thì ngồi em hát im lặng. Cái bạn này thường là những cái bạn trai khác của em không nghe, anh em bị khùng hả? Sao em hát gì kỳ vậy? Em biến thái hay sao em ngồi em hát gì kỳ vậy? Chỉ có một mình ông này, ông là bùm chắc bùm chắc bùm chắc bùm chắc. Đó tay. Tại vậy đó. Là em cua Uyên một tuần là em biết là sẽ lấy nhau. Đúng rồi, dựa vào đâu? Uyên không phải đúng cái mẫu người mà em tưởng là em sẽ lấy. Bởi vì em tưởng là em sẽ lấy một người mà ít nhất là phải rành tiếng Anh, ít nhất là phải đi dù nước. Bởi vì đó là một điều quan trọng đối với em. Nhưng mà Uyên là con gái quê, mới lên đúng thành phố. Đúng nghĩa với quê luôn, em là Châu Đốc lên thành phố là em biết vậy thôi hết, không đi chỗ nào khác hết á. Nhưng mà có một cái điểm chung là cùng một kiểu khùng với nhau. Đúng rồi. Cùng một điểm khùng với nhau. Đúng rồi. Có nghĩa là ở bên cạnh người này mình có khùng mình cũng không có ngại. Và mình có thể nói hết tất cả những cái thói hư tật xấu hay là mình sao là mình như vậy đó. Nhưng mà đến bao lâu thì mới cưới nhau? Khoảng 10 tháng. Dạ 10 tháng thì cưới 10 nhau. 10 tháng. Vậy thì trong 10 tháng đó thì hai người có ở với nhau trước hay không? Sống thử á. Sống dạ thử không? Với nhau. Tụi em Không sống thử. Không. Không luôn. Bạn này là còn chinh cho đến khi lấy em luôn. Có thể không tin nhưng mà sự thật là vậy. Đúng rồi. 37 tuổi mà còn con trai. Đúng rồi. Tay giữ cái đời trai của mình chứ. Nhưng mà em có thắc mắc vì sao mà anh ấy lại giữ một cái trinh tiết của mình là như vậy không? Dạ em không thắc mắc là tại vì em đã từng là một người rất ăn chơi. Nhưng mà em muốn là một mình trở thành một người tốt hơn. Thì bởi vậy em mới quen anh này và lấy anh này. Ủa các em là đã có em bé chưa? Dạ có, một bé, bé năm nay, bây giờ là được 14 tháng rưỡi rồi. 15 tháng rồi. 15 tháng hả? 15 tháng rồi. 15 tháng. Cưới nhau được bao lâu? Dạ 4 năm. 4 năm ở chung nhà với nhau. Aaron có phát hiện cô ấy có tật xấu gì không?
không có tật xấu nào hết á. Một con người hoàn hảo. Nói dối. Cái mặt của ông nói dối. Nè, chương trình này là không cho phép nói dối. Thì có một cái tật xấu là Uyên rất là nóng tính. Có thể là cộng nhau hay là có thể đã từng đâm vô một cái cửa sổ mà bể luôn cái cây sổ trong đấm chứ không phải đấm. Đấm là lùi đó. À quên. Nói chung em rất là nóng tính. Em nhớ là đợt đó hai mình cãi nhau chuyện gì đó mà cái cửa phòng tắm á là nguyên cái gương bự giống vậy nè, mà em nóng em giọng bóp bể rác hết mặt em, không còn một miếng máu hết. Có thể nói kể từ lúc đầu thì Uyên cũng là người mà rất là sợ em sẽ không yêu cô ấy nữa. Đúng rồi. Cho nên là lúc nào cũng muốn chia tay, muốn ly dị, đòi chia tay, đòi ly dị hoài. Có vẻ mọi người nghe thì sẽ thấy được là nó rất là mâu thuẫn. Tại sao mình sợ người này không yêu mình nữa mà mình lại đẩy cái người này ra? Nhưng thật ra đó là một cái dạng giống như là có những người trên đời này mà họ sợ bị bỏ rơi. Nhưng mà chị hỏi, chị hỏi một câu nó hơi sâu sắc một chút xíu. Là cái nguyên nhân nào mà em lại có cái tâm trạng như vậy? Đó là một câu chuyện về tuổi thơ của em. Hồi xưa thì gia đình của em rất là nghèo. Nên ba mẹ của em đều phải đi làm, cả hai người đều phải đi làm. Thì bỏ em ở nhà. Em nhớ là lúc đó em khoảng mấy tuổi thôi, chắc 3-4 tuổi. Thì trưa hôm đó trước khi ngủ thì mẹ có mẹ. Nhưng mà lúc mà thức dậy thì em đi kiếm vòng vòng trong nhà, không có thấy ai hết. Thì em rất là sợ. Thì lúc đó em cố gắng em chạy ra em mở cái cửa chính. Mà không mở được tại mẹ em khóa cửa bên ngoài. Tại sợ người ta vô bắt cóc con mình. Thì lúc đó em mới có cái cửa sổ mở ra, em mới thấy có cái cô đối diện nhà. Mà em cố gắng em với tay lên. Em nhớ là lúc đó em lùng quá không thấy được á. Mà em cố gắng em nhoi lên em hỏi cô ơi, xím dừa ơi, là ba mẹ con đâu rồi, mẹ con đâu? Mà cái cô đó cũng trả lời vậy mà em nhớ hoài, nó là nghe mày khổ quá, ba mẹ mày, mẹ mày chịu không nổi nên bỏ mày đi rồi. Một cái đứa nhỏ như em không hiểu, em sợ lắm. Lúc đó em mới chạy ra em đập cửa, không có cách nào mở cửa ra được. Thì em không nhớ là lúc đó như thế nào. Em chỉ nhớ lúc mà mẹ về á là em khóc, em nói mẹ ơi mẹ đừng có bỏ con. Cái ký ức tuổi thơ đó nó, và rất là nhiều lần sau này thì gia đình em vẫn khó khăn, cho nên em cũng ở nhà một mình nhiều. Thì em phải học cấp để ở một mình, cho nên em rất là sợ bỏ rơi. Cái việc mà sợ bỏ rơi vậy nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình kinh khủng. Em rất là muốn làm điều gì đó để người ta có thể hiểu được là những cái lời nói vô tình của người ta có thể ảnh hưởng tổn thương con nít nó kinh khủng mà người ta không biết được. Em đã đi học một khóa học. Sau 3 ngày ở đó thì em tức là người ta giúp đỡ cho mình để mình hiểu hết cái hoàn cảnh của mình. Có nghĩa là hồi xưa mình không hiểu là tại sao mình là người giống vậy. Thì hiện tại thì em đã biết cách để có thể control bản thân mình, có nghĩa là giúp đỡ mình. Thực ra cái đó không phải là tính xấu, cái đó là nỗi đau. Cái đó là cái sự nóng tính này nó do là một cái nguyên nhân, nó giống như là một cái dạng bệnh á, mình trầm cảm trầm quốc. Thì thực sự là Vân cũng muốn chia sẻ một chút với lại quý vị khán giả và những cặp vợ chồng. Người lớn mình nên bỏ cái thói quen là khi nựng con nít nói cái cảm xúc của mình ra, chẳng hạn ví dụ như là tao đánh mày giờ mà tự nhiên ngang xương vậy đó, hoặc là trời ơi hả, coi chừng nha, mẹ mày sanh em bé mới là bỏ rơi mày đó nha. Đúng đó. Hoặc là những cái chuyện mà tương tự như là gieo vào đầu óc trẻ con như vậy thì là sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ là bắt đầu cái trầm cảm nó quá nhiều. Mà nguyên nhân cũng là những cái sang chấn tâm lý vì những câu nói vô tình của người lớn. Thì thành ra là mọi người á, qua cái câu chuyện của bạn Quyên á, thì chúng ta nên suy nghĩ trước sau để mà đối xử với một đứa bé. Cũng xin cảm ơn em về cái câu chuyện, sự chia sẻ của em. Thì bây giờ tới em đó. Bạn này có tính xấu gì không? Tính xấu của ổng em nghĩ là đản trí. Ghê gớm nhất là có một lần là lúc mà mới sinh con thì em mệt quá, ổng kêu ổng trụng bình sữa đi. Thì ổng hứa ổng trụng mà em vô ổng ngủ. Em ngủ đã cái tự nhiên 2-3 giờ sáng em cảm thấy cồn cào trong người, em sợ. Đi ra thấy rõ ràng ổng không có tắt cái bếp chị. Ổng để cái bếp mở hoài mấy tiếng đồng hồ vậy luôn đó. Bếp ga. Bếp ga. Chị thấy ghê không? Đáng là sợ. Nước nó sôi nó cạn luôn á. Dạ đúng rồi, sắp cạn luôn. Thì đó là cái tính xấu nhất. Có lúc mà mới lấy em á, bận này bự con quá,
Cho nên đó, đi lúc nào cũng đùng đùng dặn mắm sáng chén nha ông đi. Mà đối với ổng là bình thường, ổng đi rầm rầm, ổng quơ tay một cái là vô mặt em, ổng đưa lên gối là vô tới đầu em á. 6 tháng đầu tiên mới lấy ổng về chung nhà, ổng đánh ông bầm dập không còn gì hết. Thôi giờ không muốn thay đổi nè. Rồi thay đổi điều gì? Em muốn em có thể quan sát mọi thứ nó kỹ càng hơn trong cuộc sống, hay là em biết là công việc nó rất là quan trọng, nhưng em cũng muốn em dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đôi khi có thể dành ra 1 tiếng, 2 tiếng hay là nửa tiếng cũng được, nhưng mà là cái thời gian mà rất là vui vẻ để dành hai riêng. Người bên cạnh nhau với có con bên cạnh nhau. Rồi em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Em nghĩ là Quyên thì đang cố gắng rất là nhiều và đang dần thay đổi. Thì lúc trước là chắc Quyên không có ý thức được là Quyên làm em tổn thương như thế nào. Nhưng bây giờ dần ý thức và không muốn làm em tổn thương. Cho nên là bây giờ thì đang cố gắng rất là nhiều và đang dần thay đổi, và em rất là biết ơn Quyên điều đó. Cái điều em mong muốn của Quyên là quá đúng không? Nhưng mà bây giờ vì Quyên đã có một cái problem về cái tâm lý của Quyên như vậy rồi. Thành ra là rất cần cái sự hỗ trợ của em. Mà cái mong muốn của Quyên về em á là hoàn toàn chính xác. Có nghĩa là không cần em phải ở bên cạnh Quyên sáng trưa chiều tối đêm, không cần. Chỉ cần một ngày em dành ra 1 tiếng hoặc nửa tiếng đồng hồ toàn tâm toàn ý với Quyên, với thì con chắc được. Thì chị nghĩ là cái 1 tiếng đó là một cái liều thuốc. Liều thuốc nhanh nhất để có thể quên đi cái sang chấn tâm lý và không bị sợ là sẽ bị bỏ rơi. Chính xác. Rồi nhưng hôm nay đúng rồi, có điều gì đặc biệt thì có một cái món quà đặc biệt cho em ngày hôm nay. Anh không bao giờ hối hận là đã chọn em để đi cùng với nhau trong hành trình cuộc đời này, và thậm chí là anh rất là tự hào để làm chồng của em. Aaron. Cảm ơn em. Nếu mà có cơ hội lần nữa thì 1000 cơ hội lần nữa thì anh sẽ lúc nào cũng xin em lấy anh. Quá tuyệt vời rồi.